Rồi nội dung của bài tập mở rộng nó phải liên quan đến cuốn sách mà các em đã đọc hoặc là được đọc ở ngoài phòng học chính. Rồi ở ngoài cộng đồng, hoạt động mở rộng này là khuyến khích học sinh tham gia và phát triển sự sáng tạo của các em. Thì hoạt động mở rộng nó cũng gồm 3 phần. Nó cũng bao gồm trước hoạt động, trong hoạt động và sau hoạt động. Hoạt động đọc có thể có trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc. Còn hoạt động mở rộng cũng có 3 phần. Trước hoạt động, trong hoạt động và sau hoạt động. Rồi để quý thầy cô được nắm rõ hơn trong hoạt động mở rộng, các bước mà được tính là trong hoạt động thì được tính khi mà học sinh ngồi vào cái vị trí và bắt đầu thực hiện theo yêu cầu của cô là được tính bắt đầu trong hoạt động. Các quý thầy cô, và sau đây thì em sẽ thực hiện là mẫu hoạt động mở rộng với hình thức là viết và vẽ. Em sẽ làm mẫu hình thức viết và vẽ. Thì sau đây là mời bốn thầy cô mà hôm qua chúng ta làm mẫu cái hoạt động thụ động mà với cái tựa sách là quên xíu lâu rồi. Chúng ta cứ lên sân khấu hỗ trợ em là sống vai là học sinh đi ạ. Cô Nhi với thầy rồi bên đây thì có hai thầy cô nữa. Như vậy là em sẽ làm mẫu sau khi kết thúc hoạt động đọc của cùng đọc đối với lớp 2 quyển sách là quê xứ đồng đội. Quý cô, viết và vẽ. Rồi trước khi lên hoạt động thì cô sẽ ghi nhớ
ở phía trên là mẫu sẽ có viết vẽ và phần lớn họ tên, thì các em sẽ ghi họ tên. Lớp là lớp 2A, ở phần mà được lớp giấy là phần mà các em sẽ vẽ về một nhân vật hoặc những kiến thức trong câu chuyện để đọc. Ở phần mà 3, 4, 5, 6 ở phía dưới thì các em hãy viết 2-3 câu về bức tranh mình đã vẽ. Các em đã nắm rõ yêu cầu chưa? Bây giờ xin mời đại diện giáo các em lên nhận vật phẩm đi. Rồi, thời
Rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi lại thành nhóm lớp. Trước hoạt động, trong hoạt động và sau hoạt động, thì bây giờ mình xin mời
Thank you.
nhân mà em yêu thích. À, nhân vật vẽ là những nhân vật mà em yêu thích. Riêng một quyển sách, bây giờ là phải đọc và nghe đọc nghĩa cao. Và sau đó thì viết cao, 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 viết thì giáo viên, chị tổ chức bài tập
Như vậy thì xác định các nhân vật này thì giáo viên là gì? Cho học sinh xem sách, sau đó đặt câu hỏi để xác định các nhân vật. Ví dụ như những câu hỏi có phần đặt đó là những câu hỏi giáo viên có thể sử dụng. Đó là gì? Các em có nhớ câu chuyện thứ ba vừa đọc tên là gì không? Rồi câu chuyện có bao nhiêu nhân vật? Đó là những nhân vật nào? Nhà đầu tiên chúng ta sẽ thấy cho các em xác định những câu chuyện đó hơn. Rồi thầy cô. Rồi thứ hai mời học sinh xung phong lên đóng vai. Ví dụ như có ra nhân vật chó kẹt gà thì giờ mời nam kẹt nào đóng vai chó, nam nào đóng vai kẹt, đóng vai gà, nam mời học sinh cho học sinh xung phong. Rồi thứ ba là cái là gì? Hướng dẫn học sinh xác định là các nhân vật ở từng đoạn và sắm vai đoạn đó. Như vậy là trong một buổi tiệc thì chúng ta có thể là sắm vai hết, chỉ không phải chúng ta chỉ cần sắm vai đoạn đó là một phần. Rồi giáo viên mới đặt câu hỏi để học sinh xác định những điều đã xảy ra ở từng đoạn đã chọn trong câu chuyện. Rồi khi đặt câu hỏi từng cái phần thì ở phần đó thì học sinh sẽ chăm. Như vậy là chúng ta muốn học sinh sắm vai ở đoạn một thì chúng ta phải cho học sinh xem lại tranh ở đoạn một, quý thầy cô. Rồi chúng ta mới đặt câu hỏi học sinh là điều gì sẽ xảy ra ở đoạn chuyện này, rồi ở đoạn chuyện này có bao nhiêu nhân vật, rồi theo các em các nhân vật sẽ làm gì, nói gì. Cái này nó như là câu hỏi định hướng để cho học sinh nhớ trong đầu để khi học sinh thực hiện sáng bài. Sáng bài thì cũng là định hướng các câu hỏi của giáo viên. Rồi thứ tư là chúng ta mới mời học sinh sáng bài toàn bộ các phần vừa thực hành. Các quý thầy cô, như vậy là như vậy đối với hai ba tiết đầu tiên thì chúng ta sẽ không tổ chức các phần nhớ này trong khi này hoạt động trước bài học trong hoạt động sau hoạt động là chúng ta phải hướng dẫn học sinh sáng bài trước. Khi nào học sinh đã quen với các sáng bài thì chúng ta tổ chức cái bước đó bước trước trong và sau hoạt động. Các quý thầy cô, như vậy bây giờ các nhóm chúng ta sẽ thảo luận đi ha. Bây giờ em sẽ chia ha. Sống ba này lớp 1 là tốt lắm. Giáo viên lớp 1, lớp 2. Như vậy là lớp 1, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì chúng ta sẽ thực hành trong nhóm của mình là về hoạt động thảo luận là sống ba. Còn đối với nhóm lớp 1, lớp 2 là sống ba nha. Còn lớp 3, lớp 4, lớp 5 là chúng ta sẽ thảo luận sách. Thảo luận với thầy cô là cái gì ở sau thì là công việc chúng ta sẽ thực hành trên lớp. Đọc sách là sao? Anh sẽ là đọc trong sách để có kiến thức nhiều mới thảo luận được. Không đặt cho hỏi gì đặt đấy. Thảo luận là bằng sao? Thảo luận nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện cái hoạt động ta thảo luận sách nhé. Thì
em sẽ thảo luận để diễn ra cái đoạn kết câu chuyện mà chúng ta đã vừa đọc. Hiện giờ thì sinh viên lớp hai nhóm chúng ta để chọn sách theo cái mảng học tập của mình và đưa ra cái thảo luận từ cái đoạn kết câu chuyện mà chúng ta vừa đọc. Mời đại diện lớp đang đọc sách. Rồi các bạn nhớ ta đọc để thử.
xin lên cảm ơn những bạn bạn nghe cái lớp mình chơi các bạn bạn có tay mời là gì nhất theo chia sẻ quả thử luôn được lớp rồi vậy yêu cầu hồi nãy mấy thầy cô
nói đi. Yêu cầu của giáo viên là gì đây? Giờ nãy trước hoạt động thì thấy cái yêu cầu của giáo viên đó là các em thảo luận để nghĩ ra cái hoạt động kết khác cho cái câu chuyện. Tuy nhiên mà khi học sinh trình bày thì là chỉ hỏi xung quanh về những mặt. Rồi ở đây cũng gợi ý được là giờ cho các em giải thích mà thích cái phần nào trong câu chuyện và hỏi tại sao chúng ta có thêm câu hỏi này nữa được. Đó là hai cái nội dung khi mà học sinh nó trình bày thì không có đảm bảo được nội dung này. Rồi, cảm ơn thầy rất nhiều. Em mong chốt ở chỗ này cũng như thầy cô trước khi hoạt động, trước hoạt động giới thiệu yêu cầu của giáo viên là gì, yêu cầu của giáo viên là gì với thầy cô? Yêu cầu là em nghĩ ra một đoạn kết khác cho một câu chuyện, nhưng khi học sinh thảo luận trong nhóm thì lại là gì, chỉ như là gì, thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện. Rồi vì sao anh thích thôi, hai người này liên quan không? Đoạn kết liên quan đối với thầy cô có là chắc có lẽ là thầy nhầm câu hỏi, em nghĩ là như vậy đúng không? Tại vì nãy yêu cầu của em là gì, nhân vật mà em yêu thích mà em mình đang về nội dung là nhân vật em yêu thích ha, thảo luận sách về nhân vật mà mình yêu thích hoặc là mình sắm hoa về nhân vật mình yêu thích, thì cái chỗ này thì nhóm cố mình sửa lại yêu cầu của mình là cái gì, chia sẻ về nhân vật nào mà mình yêu thích trong câu chuyện thảo luận. Ví dụ bây giờ chia nhóm hai thì hai bạn chia sẻ như bạn bảy thích nhân vật này, rồi tại sao bạn thích thì bạn phải sẽ chia sẻ ra giống như lấy mặt chất to ra nha, chia sẻ vì sao mình thích, rồi thì bạn cứ lên là bạn với tôi nè, bạn nói là tôi không thích cái bạn nhân vật đó, tôi thích cái nhân vật gà này thì tại sao bạn thích, thì hai bạn nhớ là thảo luận với nhau với thầy cô nhân vật nào thảo luận. Như vậy là cái nhóm bốn là bị nhầm câu hỏi, nhầm cái yêu cầu đưa ra thôi. Còn về cái phần mà hoạt động trước khi đọc thì nãy nhóm có nói là ghi nhớ, đúng không? Ghi nhớ này không phải là mình chỉ cần ghi nhớ hay mình có thể ghi nhớ bốn nhóm sáu được thì không? Được ha, lý do là mình nên mình làm hoạt động làm mẫu thôi. Còn đó cứ trong lớp tiếng học của mình, cái lớp mình không có thể nào mà có nhiều người hay từ từ hai em ha, cho nên là có thể ghi nhớ bốn nhóm sáu tùy theo tiền giáo viên. Rồi ghi nhớ thì cũng phải nói với cô giáo ở lớp năm là sao để thể hiện ghi nhớ rồi ghi nhớ. Mà nãy như ghi nhớ em cũng thấy tập giống như là học ghi nhớ mà. À có nghĩa là lên rồi theo gặp luôn rồi hỏi chia nhưng mấy thầy cô. Rồi trong hoạt động thì giáo viên cũng đến từng nhớ tham nghi chuyển đến các nhớ cũng đặt câu hỏi khen ngợi, nhưng mà do mình đi sai cái yêu cầu cho nên là cái hiệu quả trong cái hoạt động này thì nó chưa đạt cao, mình sẽ điều chỉnh lại. Ví dụ là trong cái hoạt động mình yêu cầu học sinh đã thích nhân vật nhất thì mình có thể mình lại cho nhóm đó mình nghe lắng nghe các em chia sẻ, rồi mình cứ dựa vào cái câu trả lời cái câu hỏi của em mình đặt câu hỏi với cô, mình muốn hỏi thì mình nghe nghe các em chia sẻ nhớ như thế nào mình mới đặt câu hỏi lại. Ví dụ nó nêu được cái đoạn rồi sau khi sau hoạt động thì giáo viên cũng gọi nhóm nhớ lên chia sẻ. Và chia sẻ xong thì cũng tuyên dương khích lệ học sinh, nhưng mà đem sách trả thì đang có những cái điều đó. Tất cả hoạt động mở rộng đều sách đã được hoạt động đọc chính nó đã được kết thúc rồi, là em sách nó mang sách lên nó trả trình nghệ rồi nha. Ở hoạt động mở rộng này là các em nhớ gì thì các em sẽ thực hiện đâu. Ở đây là không có phải yêu cầu các em là phải nói đúng theo cái nhân vật trong sách, nhưng cái thầy cô ở hoạt động hội đồng này là cái gì, phát triển sự sáng tạo của các em, cho nên là có cái câu hỏi mà trong phần hướng dẫn nghĩ ra một đoạn kết thúc khác, nó không nghĩ gì đó thì nói gì đó cho nha, cho học sinh được trình bày chia sẻ. Rồi giáo viên mình cũng không kết luận là đó là đúng hay sai, cái thầy cô thì đối với giáo viên không kết luận đúng sai ở trong cái tiết học thực hiện. Mời mời các bạn chia sẻ, tại vì em có ý kiến khác rồi cùng nhau ý kiến khác, xin nhé. Có nhiều học sinh thì nhiều ý kiến khác theo cái thầy cô. Đó là một số phần mà em chia sẻ ở cái tiết dạy mẫu là thảo luận sách. Ở đây em nói lại với thầy cô chốt lại sáng thì chắc có lẽ là nói nhưng mà quên về cái hoạt động mở rộng á, với thầy cô xem nếu chúng ta thực hiện ở thảo luận sách hoạt động mở rộng thảo luận sách thì nó chỉ có là
Bạn đồng đồng, đồng đồng to như kim và đồng đồng. Sống vai cũng đồng to như kim và đồng đồng. Chỉ có viết mẹ nó mới phục vụ hết bốn hình thức đồng. Nó mới được không? À, khi về đường chúng ta triển khai chúng ta cũng phải lưu ý. Còn về cái phần trăm mà để chúng ta chia cái số tiết mà để dạy thì ở đối với lớp 1, 2, 3 thì về đọc to nghe chung và cùng đọc nó sẽ tỷ lệ phần trăm nhiều hơn về phần đọc đọc đôi và đọc cá nhân. Nói với thầy cô, riêng đối với lớp 4, 5 thì tỷ lệ phần trăm của đọc to nghe chung và cùng đọc nó sẽ ít hơn cái đọc đọc đôi và đọc cá nhân. Được không với thầy cô? Như vậy nếu mà học kỳ là mình thực hiện 10 tiết đi mà ở đối với lớp 1 thì làm sao mà hoạt động đọc to nghe chung và cùng đọc nó khoảng 60-70% ha. Còn đọc cặp đôi và đọc cá nhân thì nó sẽ ít hơn. Tại vì nếu mà lớp 1 mới vô mà kêu đọc được không quý thầy cô? Không, phải cuối học kỳ 1. Cho nên là ưu tiên cho các lớp nhỏ là chúng ta sẽ hoạt động và đọc to nghe chung và cùng đọc. Như vậy các bạn ha, chỉ có hình thức viết và vẽ là đọc to nghe chung cùng đọc và cặp đôi được. Nhưng riêng cái phần mà sóng vai và thảo luận sách thì chỉ dành cho các viết đọc, chính đó là đọc to nghe chung và cùng đọc. Rồi như vậy là giải đáp thắc mắc từ của một cô giáo vào hôm qua hỏi với cô Thảo thì hôm nay mình chia sẻ với thầy cô luôn. Bây giờ làm nhóm sóng vai nha, được quý thầy cô, nên là để chiều làm luôn cái